Hôm nay em đi cùng đi làm kiểu test led nhé. Test led hôm nay là con ORT Domo. Con ORT thì mọi người cũng biết rồi, Autology ấy. Con này trên Vidashi cũng có. Ngoài ra con anh em của nó còn ong nhá. Đấy, thì nó cũng một cái ví Onto Wallet, ví này cũng khá nổi tiếng. Thì trước tiên thì người cần cả một có ví MetaMask đây nha. Ví MetaMask để thêm cái mạng ORT Testnet vào đây. Chúng ta sẽ kết nối vào trang chanit.org đây. Vào trang chanit.org. Xong kết nối ví vào đây, xong bắt đầu tìm network. Search network đây. Tìm một Autoly Manet. Tìm cái mạng Telnet của nó đâu. Hiện tại trong này nó chỉ có mỗi cái mạng Telnet thôi. Tôi cứ thử thêm rồi nhé. Rồi phê duyệt đi. Chuyển sang mạng mới này, kiểm tra này. Đấy. Ong đi nhá. Rồi. Hiện tại vào đây không không test led. Quay lại sang bắt đầu. Thì chúng ta sẽ vào forget này, vào forget này nhận nhận gap. Rồi làm chấp nhận cho testnet token. Đây chúng ta cứ nhập cái địa chỉ ví testnet từ ví vô đây, lúc nào thêm đấy sau nhá. Khi nào có hướng dẫn mình sẽ thêm sau. Nãy này chấp nhận trước đã. Apply. Rồi, yêu cầu thành công nhá, nó báo là yêu cầu thành công rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái này. Đặt một cái tên domo.olt.domo nhé. Xong là min ra. Min ra một cái tên. Đã test net thì không không chắc là nó sẽ có phần thưởng hay không nhé. Ok, cứ làm thôi. Tiếp theo. Cái nổi. Switch network này. Đây. Rồi, chúng ta chỉ bấm Switch network nó sẽ tự động thêm mạng mới của nó đây. Rồi, bấm phê duyệt nhé. Chuyển mạng Telnet. Xong connect lại. Đấy, ok nhé, đã có. Ví chúng ta xuất hiện đây và có 100 trăm nghìn ong Telnet. Xước đôi mồ mình vào đây xong rồi để ấy thôi. Mình à đấy, ML đi, search để xem nó có ai dùng chưa. Thì cái chi phí này, hai ký tự sẽ tốn mất 25.000 ORG, 3 ký tự thì 500, mà 4 ký tự thì 125. Càng nhiều ký tự thì đấy, chi phí càng giảm nhá. Thì mình đây là 3 ký tự thì mất 500 ON đó. Chọn một trong hai, mình sẽ chọn cái này ORT nhé. Min nào, không thì ước tính kệ nó. À thì không đủ rồi, phí của mình không không đủ nhé, nó cho 100, mình phải nhiều ký tự hơn rồi, từ chối rồi. Đây nhá, mình có 100 thôi. Nó có thêm dấu chấm này mình tưởng 100.000 nhưng dấu chấm thì phải thêm này. Hiện tại có 100 thì mình phải viết 5 ký tự thì may ra mới rẻ được nhá. Còn chúng ta có thể dồn vào nhiều ví khác nhau cũng được. Dồn nhiều ví là lấy ký tự đẹp. Rồi, đến cái VN này đi. Search nhá. Mình phải search lại. Đúng rồi, chi phí sẽ 25 on ORG. Bây giờ thì có thể min được rồi.
ống min nhá. Ok nha, đã máu ok nha. Rồi xác nhận. Để mà lấy ký tự ít, những cái đông màu ít ký tự ấy thì mọi người sẽ cần phải dồn nhiều ví vào mới đủ phí nhé. Đây, xong. Mở view cái giao dịch mới, cái giao dịch của nó đây. Đấy. Ok nhé. Đông màu của mình là có một này. Một đông màu. Đấy. SMLVN.ONT. Ok. Như vậy là xong nhé, chỉ cần thế thôi. Chỉ cần thêm cái bước này đủ rồi. Để mình có xem có gì trong đây, có gì hay trong này không. Tương tác với Domo. Xác nhận nhé. Gọi cài đặt bên trong nhé. Không không có gì đâu nhé. Như vậy tiếp quá trình test led như vậy là xong nhé. Mọi người có thể tạo nhiều cái ví để tăng tỷ lệ phần thưởng, nguy cơ được thưởng cao.